Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra tiếp các phần khác. Chúng ta sẽ bỏ đi những cái phần nào chúng ta echo. Rồi chúng ta sẽ refresh lại ứng dụng của chúng ta. Để các bạn đã có một cái hàm loạt template. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử nó và xem thế nào. Chúng ta tạm thời đóng như thế này lại. Nếu chúng ta không gọi ở đây, có nghĩa là chúng ta không gọi trong hàm init của send control action, thì và lúc này chúng ta sẽ chạy nó ở index controller trong module default. Thì lúc này chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem có trường hợp gì xảy ra. Thì khi chúng ta không gọi ở trong phần này thì chúng ta được cái giao diện theo mặc định của trong cái tập tính application chấm in ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ gọi nó vào. Ví dụ như đối với cái phần, có nghĩa là đối với cái index action của phần index controller trong module default thì chúng ta sử dụng template này. Nhưng khi qua tới cái phần view thì chúng ta sẽ sử dụng cái template của phần admin, ví dụ như thế. Vậy thì lúc này chúng ta chỉ cần đưa cái hàm này vào phía trong này và chúng ta đi hãy truy cập vào trong phần view action để chúng ta thấy. Lúc này sau khi refresh lại chúng ta không thấy một vấn đề gì thay đổi. Bây giờ chúng ta hãy đưa vào đây là view, truy cập vào view action và chúng ta enter. Vậy lúc này các bạn đã thấy chúng ta chuyển đổi template rất là nhanh. Còn nếu chúng ta cũng muốn là ở index action của chúng ta cũng sử dụng cái template đó thì chúng ta chỉ cần gọi cái phần này, đưa nó lên phía trên và chúng ta refresh lại. Vậy các bạn đã thấy chúng ta load được template của chúng ta. Nếu như controller của chúng ta, tất cả các cái action trong controller đều sử dụng template này thì chúng ta không cần đưa vào từng action như thế này mà chúng ta đưa lên hàm init của chúng ta. Vậy thì sau khi đưa lên hàm init, chúng ta có thể bôi những cái phần ở phía dưới này đi và chúng ta refresh lại. Thì chúng ta sẽ cũng được giao diện như chúng ta muốn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tách giao diện này ra để sau này chúng ta có thể sử dụng dễ dàng. Thì lúc này các bạn sẽ thấy có một phần là header và một phần là footer, rồi phần này có một phần nữa ở giữa. Vậy lúc này chúng ta sẽ kiểm tra xem nó nằm ở vị trí nào để chúng ta sẽ tách thành header và footer. Đầu tiên các bạn nhìn thấy tôi hơi chuột lên ở đây thì ở đây nó hiện màu xanh là đánh dấu. Và phần này header box chính là cái phần menu. Content là cái phần ở giữa của chúng ta. Và không không lấy phần border. Thì lúc này chúng ta nhìn lên phần này, phần border bottom là phần phía dưới cùng. Và footer là cái phần ghi phía dưới này. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tách cái hai phần như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tách phần header và phần phần border top này và phần header box này vào một trang được gọi là header. Lúc này chúng ta sẽ ra cái phần template của chúng ta và chúng ta có thể tạo ra một cái thư mục, ví dụ như là HTML. Trong này chúng ta sẽ tạo ra một tập tin là gọi là header.php. Trong header.php này thì chúng ta sẽ lấy vào phần phía đầu của nó là bao gồm border top và header box. Vậy thì chúng ta sẽ lấy từ đây trở lên.
chúng ta sẽ cắt phần này đi và chúng ta đưa vào phần header. Vậy thì sau khi đưa vào phần header thì chúng ta sẽ kéo cái phần header này vào trang index.html. Vậy thì chúng ta chỉ cần echo div gọi đến render. Lúc này chúng ta khai báo đường dẫn đến tập tin header của chúng ta chính là HTML header.php. Sau đó chúng ta hãy thử refresh lại xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Và các bạn đã thấy mọi thứ đều hiển thị bình thường, không có gì xảy ra hết. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cái phần footer nó để đưa vào một cái tập tin khác. Lúc này chúng ta, ví dụ chúng ta sẽ cắt là đặt tên của tập tin là footer.php. Trong phần footer.php này thì chúng ta sẽ vào tập tin index.html và chúng ta sẽ lấy phần đó, phần phía dưới đáy để chúng ta đưa vào. Thì phần này chính chúng ta sẽ xem nó nằm ở thuộc phần nào thì chúng ta lại tiếp tục kích chuột phải để kiểm tra phần tử. Thì từ cái phần này là phần ở chính giữa của chúng ta. Vậy nó sẽ từ phòng border bottom xuống dưới. Chúng ta sẽ tìm đến border bottom. Đây là phần cuối cùng và chúng ta cắt nguyên cái đoạn này của chúng ta. Chúng ta sẽ đưa vào phần footer. Sau khi đưa vào phần footer thì chúng ta sẽ kéo nó vào trong tập tin index này. Thì lúc này chúng ta cũng y chang như phần render phía trên. Nhưng lúc này chúng ta chỉ đưa vào là footer. Và chúng ta refresh lại. Vậy chúng ta thấy mọi cái việc nó chạy ra bình thường. Vậy là chúng ta đã tách thành công cái phần header và footer. Bây giờ đến phần chính giữa. Thì phần chính giữa ở này, lúc này chúng ta sẽ xem thử qua cái layout của chúng ta. Ví dụ chúng ta nhấn form main. Thì các bạn nhìn sẽ thấy phần layout của chúng ta có thể sẽ khác. Ví dụ như ở đây là một cái form. Thì chúng ta sẽ đưa vào ở đây chính là add. Rồi, chúng ta sẽ đưa vào đây là nút sell và nút cancel. Chứ không còn giống như nút add new hoặc delete ở phía giữa này nữa. Vậy thì lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cần phải sửa lại ở phần này. Có nghĩa là cái hệ thống nút này của chúng ta có thể là sẽ không giống nhau đối với mỗi cái action, và kể cả cái hệ thống menu này cũng sẽ không giống nhau đối với mỗi cái action. Vậy là chúng ta thấy là ở phần chính giữa có 3 phần khác nhau. Đó là thứ nhất là cái thanh ở phía trên, thứ hai là cái phần link, và thứ ba là cái phần nội dung hiển thị chính ở giữa này. Lúc này chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện và đầu tiên chúng ta cần phải phân tích trước. Lúc này chúng ta sẽ xem vùng ở giữa của chúng ta nằm trong tập thể nào. Vậy thì các bạn nhìn thấy lúc này nó nằm trong cái thẻ form của chúng ta. Tất cả nó đều nằm trong thẻ form hết. Kể cả cái phần phía trên đầu này, kể cả phần link và kể cả cái phần hiển thị chính ở giữa. Vậy nó nằm trong thẻ form của chúng ta. Vậy lúc này chúng ta đi vào trong cái phần này và tìm đến cái thẻ form. Đây là thẻ form. Vậy thì chúng ta sẽ copy cái thẻ form này
vào trong phần content, phần view của cái module mà chúng ta muốn sử dụng. Ví dụ ở đây chúng ta muốn sử dụng index action thì chúng ta sẽ có một cái phần là view, và chúng ta sẽ bỏ nó vào phần chính giữa này. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để xem. Lúc này chúng ta có thể chúng ta chưa có save cái phần chúng ta copy, đó là trang index hay trang index.html, vì chúng ta đã save nó lại và chúng ta refresh. Rồi các bạn đã thấy phần chính giữa chúng ta không hiển thị gì hết vì chúng ta chưa đưa vào phần này một cái đoạn để load cái nội dung của view lên. Để cho edit cho đến layout. Cho đến content. Sau đó chúng ta hãy thử refresh lại để xem nó có load phần chính giữa vào hay không. Vậy thì chúng ta đã thấy chúng ta load được phần chính giữa vào, và đây là chính là index controller, index action. Bây giờ tôi muốn tách cái phần nút nhấn này ra thành một cái trang riêng, cái phần này thành một trang riêng, có phần link này thành một cái trang riêng, và phần content ở giữa này là thành một trang riêng. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải kiểm tra phần tử một chút xíu. Lúc này các bạn thực sự các bạn áp dụng những kiến thức các bạn học thì các bạn có thể tách được. Vậy chúng ta sẽ thấy một phần là nằm trong toolbar box của chúng ta. Vậy chúng ta hãy copy cái thẻ deep toolbar box này và hãy đẩy nó vào một cái file nào đó. Lúc này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện như sau. Thì như lúc nãy tôi nói là mỗi cái action của chúng ta thì có thể là chúng ta sẽ có những cái nút nhấn khác nhau, và cũng có thể có cái thanh menu link này khác nhau, đây là gọi là sublink. Thì lúc này và kể cả phần này cũng có thể khác nhau. Vậy thì lúc này tôi muốn tách nó ra thành từng phần nhỏ để khi mà viết ở phía giữa này, có nghĩa là khi mà viết ở phía giữa của phần view này thì chúng ta sẽ không phải cực nữa, phải đi tìm từng góc, có nghĩa là phải đi tìm từng cái thẻ nữa một, rất là khó chịu. Lúc này chúng ta sẽ tách ra như sau. Chúng ta kích chuột phải trong thư mục index. Thư mục index chính là thư mục chứa những cái tập tin view của index controller, và chúng ta tạo ra một cái thư mục được gọi là toolbar. Tiếp theo chúng ta tạo thêm một thư mục nữa, ví dụ như chúng ta gọi là sublink. Thì toolbar ở đây chính là chứa cái phần ở phía bên đọc, và sublink chính là phần chứa những phần này. Ví dụ lúc này chúng ta đang ở index action, vậy thì chúng ta có thể tạo ra một tập tên, nói chung phần này các bạn muốn đặt tên gì cũng được, ví dụ index.php. Và tương tự như thế chúng ta cũng sẽ tạo ra một tập tên index.php trong thư mục sublink. Lúc này các bạn xem tôi sẽ sử dụng những cái kiến thức chúng ta học để tách nó ra. Đầu tiên tôi sẽ tách phần toolbar ra và tôi sẽ bỏ vào tập tin index.php này. Vậy lúc này chúng ta sẽ copy cái phần thẻ deep của toolbar. Chúng ta mở tập tin này lên và chúng ta đưa nó vào. Sau đó chúng ta sẽ echo. Chúng ta vẫn sử dụng lệnh render mà chúng ta đã từng sử dụng ở phía ngoài. Như lúc này các bạn chú ý rằng render lúc này chúng ta phải đúng đường dẫn của nó, có nghĩa là lúc này chúng ta phải đi từ thư mục drip vào drip index toolbar index. Vậy chúng ta sẽ ghi như sau: index
thư mục kéo tập tin, trong cái thư mục index, trong phần toolbar. Và tập tin là index.php. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại xem có vấn đề gì hay không. Vậy các bạn thấy mọi thứ vẫn hiện bình thường. Bây giờ chúng ta hãy thử đóng cái dòng này lại. Và chúng ta refresh. Vậy các bạn đã thấy chúng ta mất đi thanh toolbar. Vậy mai mốt khi đến cái phần giao diện nào không cần tới toolbar thì các bạn có thể không cần tạo ra tập tin toolbar nằm ở trong này. Hoặc là các bạn có thể đóng cái dòng này lại. Tương tự như thế, chúng ta sẽ thực hiện cho phần support là supply. Chúng ta sẽ cắt phần này. Và chúng ta đưa vào tập tin index trong thư mục supply. Tiếp theo là chúng ta cũng sử dụng render để kéo nó vào. Lúc này render chúng ta đây là support supply index và chúng ta refresh nó lại. Vậy là chúng ta đã kéo được các tập tin vào và hiển thị lên như bình thường. Bây giờ chúng ta hãy thử đóng nó lại. Sau đó chúng ta refresh lại. Thì chúng ta sẽ có nghĩa là có một cái giao diện chính giữa không cần link, không cần nút nhấn cũng như không cần cái sublink của chúng ta. Nó rất là đơn giản. Vậy là chúng ta đã tùy biến được giao diện bằng những kiến thức qua những cái bài chúng ta học. Và qua phần này thì các bạn đã hiểu tại sao chúng ta phải đi qua nhiều lớp. Thì những cái kiến thức của chúng ta tổng hợp lại đã được sử dụng trong cái phần multi template của chúng ta.